Có xin mời chào toàn thể quý cô bác và anh chị đã đến với nội dung tiếp theo trên kênh Quà La Lin ạ. Cô bác ơi, hiện tại thì em có là vừa mới từ chỗ lễ hội đền mẫu Trịnh Tường chúng em đi về nhà. Và đi về nhà thì ngày hôm nay em có là rất là bất ngờ khi có cô chú là Hòa Hương ở Hải Dương là có lên trên chúng em. Em là cũng đã hẹn trước với cô chú rồi nhưng mà thật sự là em có là cũng rất là bất ngờ khi mà hiện tại thì cô chú là đang ở trong nhà rồi các bác ạ. Hiện tại thì chúng em đang đi trên đường về. Hôm nay thì anh Thành là cũng có giao lưu với lại mấy anh em ở trên chỗ đền mẫu nhá. Thì em có là sẽ làm tài xế. Thật sự là chúng em là rất là vui và rất là vinh dự khi mà ngày nay là được cô chú thăm chúng em. Ra thì ngày hôm nay là trên chỗ chúng em ý thì huyện người ta tổ chức nên là chúng em cũng lên đấy thì cũng có gọi là công việc ý, cho nên thật sự thì chúng em rất là bất ngờ các bác ạ. Cô chú đây rồi các bác. Đây, ra đây. Thôi được rồi. Xuống xe quá. Ôi. Đây xe. Đấy, mua xe hả? Vâng ạ. Vâng, tớ là cô chú. Vâng, dạ. Dạ, tớ là cô ạ. Hồi, cứ tưởng mẹ. Cô xin chào. À, cô ạ. Vâng, cháu rất là bất ngờ đấy ạ, kêu cô chú đến luôn tận nhà luôn. Nhà đâu? Đây ạ. Vâng, đây, bên này luôn ạ. Rồi, thế để đánh xe luôn rồi nhé. Hôm nay thì ở trên đền có lễ hội ạ, nè nhà em có là đi vắng hết. Chú, cô chú, cô thì làm giáo viên. Dạ. Đấy, chú thì cũng nghỉ rồi. Vâng. Đấy, nghỉ ấy thì nhưng mà hàng năm là chú đều có những ngày 30 hoặc là ngày mùng 2 9 hoặc là những ngày cô được nghỉ. Ngày nghỉ thì là chú hay đi làm chuyển thiện nguyện. Tất cả các cái kênh thiện nguyện ở Tây Bắc là chú đã gặp thì hôm nay là tiện là đi chinh phục cái vùng này. Thì là chú tiện cho cô ấy là nên là hôm nay cô chú đến là vợ chồng cháu này rất là vui ạ. Rất là vui, rất là bất ngờ là cô chú đến tận đây. Bởi vì chú đi thường xuyên. Chú đi thường xuyên mà trong cái lịch trình đi thì chú đi phượt là chị. Dạ vâng, thế tiếc quá nhờ cô này, chú ở đây chơi bọn cháu xong là mai mình đi hội. Tí nữa này, thế này tí này. Chú sẽ có lịch trình để chú đi ra tắm ở suối nước nóng này. Vâng. Nhà cháu đây. Đấy biết rồi. Đây, ngay đây luôn ạ. À. Đấy, hai nữa là xong là tí nữa qua lễ hội tí này. Vâng ạ. Đấy, xong là lên núi Pô. Dạ. Ui, vậy thì cô chú chiều nay cứ đi tắm xong lên núi Pô, nhà cháu mai đi tí. Không, xong là chú muốn là trải nghiệm ở cái ngày thổ thượng này. Dạ. Nhưng mai thoải mái chú ạ. Xong là về y tí, chú tự nhiên nhưng mà bây giờ là cố gắng làm chú nhờ hai cháu là một số quần áo mới ấy là gửi cho chỗ nào họ cần. Vâng, vậy quý quá. Chú trao đổi đấy. Dạ. Tại vì là chú đi làm hoàn toàn là làm thiện nguyện của cô chú là cô chú đi làm với ở dưới mọi người ấy quần áo và vâng. Tất cả các kênh Tam Giác Mạch này, Tuyên Hà Giang này, rồi là Nắng Cao Nguyên. Vâng. Đã chú gái bản rồi là những cái kênh đấy là chú đều là muốn là góp một tí. Chú, như các cháu là làm toàn hoàn toàn là cái kênh thiện nguyện. Anh Thành anh đi bắt gà. Để qua cứ đi nha. Vâng. Đây thì cháu rất là vui luôn. Chú muốn là chuyển xuống đây tập kết ở đây. Vâng. Xong có gì thì cháu sẽ toàn quyền cháu thì chủ động cháu sắp xếp nào cho nó hợp lý. Dạ. Tránh trường hợp là nó vào chỗ cần thì không có mà chỗ có thì không cần.
Vâng. Đấy, thì nó dễ. À, trong này có 4 cái bao mà cô chú ghi riêng ra rồi. Vâng. Nó là hoàn toàn nó là quần áo mới. Dạ. Nhưng nó của các bạn nhỏ nhỏ một chút, có thể là trong cái phạm vi từ 1 tuổi đến 5 tuổi. Từ 1 cho đến 6 tuổi. Vâng. Đấy, khoảng đấy chỉ có 4 bao mới tinh. Vâng. Hoàn toàn mới tinh. Thì đấy, cháu phân cân đối xem là cái chỗ nào hợp lý thì cháu đưa. Vâng. Vâng. Thế bọn cháu thì nói chung là cái gì cũng thiếu thốn cô chú ạ, à, nên là quần áo các thứ mọi người thích lắm, chú thật sự luôn. Rồi, chú biết nhiều hoàn cảnh lắm. Vợ chồng cháu. Và hai nữa là cô chú gửi chút tiền để gia đình mình đi lại sang xe để được. Cô chú còn đi xa ra còn có quà cho cháu. Đấy là một chú bánh kẹo thì cháu chia cho bọn trẻ. Nhiều quá cháu không dám nhận. Không, cháu cũng cầm lấy cái này, nó là cái. Vâng, dạ cháu cảm ơn cô chú. Vâng. Dạ. Vâng ạ. Thế cháu xin cô chú ạ. Dạ. Thì nó là quần áo mới. Cái này là mũ bảo hiểm à? Cô chú mang cả xe đạp đi luôn à? À. Để leo núi. Vâng. Giờ trời vẫn chưa qua, không bình thường là ở đây là nhìn thấy núi Lão Thần luôn ạ. Nó ở ngay phía trên kia luôn. Rất là cảm ơn cô chú. Vâng. Trên chúng cháu thì không có gì ngoài đồ rừng. Vâng. Rất cảm ơn nhé. Vâng, đây là một ong khoái. Đây là món quà rất là quý ở vùng cao mà. Cô cũng thấy cháu gắn rất nhiều. Vâng, dạ. Số lượng cũng không có nhiều, gọi là lâu lâu cũng sẽ có nữa. Nói chung nó sẽ lượng hàng nó cũng sẽ không đều. Có hôm thì sẽ bắt được tổ nhiều, có hôm thì lại chỉ được một cân sáp thôi chẳng hạn. Có hôm thì được 1-2 lít đấy. Vâng. Cô xin cảm ơn nhé. Cô Năm Tư ạ. Cô Năm Tư. Còn chú ạ? À? Chú 63 à 62. Chú là 62, chú sinh năm 6 mấy nhỉ? 60. Sinh năm 62. Chú 62 luôn. Ừ, thì năm nay cũng là 62 tuổi. Thế chú bằng tuổi bố cháu á? Ừ, thế bố cháu tuổi dần ấy. Vâng ạ, tuổi dần. Tuổi không, không. Ở đây là cứ vậy đâu. Chỗ kia mình cắm trại mình ở đấy, mình ngủ đấy được. Đấy, vô năm ấy thì bãi đất. Đúng rồi. Không, chắc cô chú không biết đường thì tí cháu dẫn không, đi. Không, cứ để cô chú tự nhiên thì ngồi. Vâng. Chơi lên thế là, vâng, là quý nào đấy. Vâng. Màu khác ấy. Màu khác, vâng. Đấy là quần áo trẻ con à? Ừ. Quần áo trẻ con. Vâng. Vâng. Cho đến 6-7 tuổi gì đấy. Từ 1 cho đến 6-7 tuổi. Nó vẫn còn mới ngủ, muốn ngủ là trên đỉnh nào thẳng ấy. Chứ không phải là... không thuê bất tơ đâu. À. Vâng. Bác nào bác ấy, cô chú đi cái kiểu đấy. Cô là chuyên đi thế rồi. Vâng. Ở trên đỉnh nào thẳng ấy thì... cái mùa giáp Tết Nguyên Đán là lúc đấy là sẽ có biển mây, mùa đấy mùa mây, mùa này thì cũng sẽ là hên xui, có hôm thì cũng có ạ. Hên xui nên nếu như mà hôm nay mưa, đêm nay mưa thì mai sẽ có. Chắc khả năng đêm nay mưa đấy, tại cái thời tiết này nó kiểu hầu như năm nào là cứ dỗ tổ Hùng Vương là hôm đấy sẽ mưa nhá, sáng sẽ có mưa, cháu nghĩ là mưa đấy ạ. Sáng nay mưa, sáng nay mưa bị tắc ở trên đường cao tốc, cái xe khách nó đâm. Vâng, cô chú chắc là đi đường xa chắc cũng mệt lắm nhỉ, chắc... tại tận Hải Dương đi lên tận đây. Chú cứ chạy một ngày 500-600 cây bình thường. Vâng. Thế vậy từ nhà chú lên đến đây là hơn 400 cây. Hơn 100 chú cây. Đi từ 4 giờ sáng. 4 giờ sáng. Đấy là chạy một mạch là đến sớm. Thế mà trong, vâng, trong khi tắc đường 2 tiếng ở đấy là chú bỏ ghế mới nước nôi chú ngồi ở giữa đường cao tốc. Vâng. 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 Đó, cháu cứ nghĩ là cô chú mình chú cháu mình là có hẹn trước thì chắc có thể là cháu nghĩ là cô chú không biết được vào đây thì chắc là cháu ở cháu chờ. Còn thế thấy chú gọi cả thế chú ở đang ở trước cửa nhà luôn rồi. Mà thường như chú thì đi thì chú hẹn như thế là nó chính xác bao nhiêu thì chú bắt đầu mới thực hiện. Vâng. Cho nên bao giờ cũng phải báo cho các cái kênh trước hoặc là. Chào gia đình, biết đâu có dịp nào đấy. Rồi chú lại thấy chú lại đa luôn. Rất là tiếc luôn ý, không cô chú ở đây chơi cháu sao ngày mai cô chú đi chơi phiên đi tí. Để cô chú tự nhiên thì đi cho nó. Vâng. Chú đi nhiều chỗ đó. Vâng. Vâng, dạ vâng, thế cháu cảm ơn cô chú nhá. Ừ. Vâng, cô chú đã không còn đường xa xôi lên thăm với cháu. Cố gắng ấy xong là cũng làm từ thiện. Vâng. Thiện nguyện mới giúp bà con thế là dạ. Tốt nhá. Vâng, dạ. Thế cô chú tạm biệt vâng. Nhá. Vâng, vâng, dạ. Vâng. 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 Vâng, thế cô chú đi đường cẩn thận ạ. Vâng. Chú đi gần làng ạ. Dạ. Lại đi chơi tiếp. Vâng, con.
xe số sàn này. Vâng. Đấy. Vâng, chào cô chú ạ. Vâng, này, có 3 ngày này thì thật sự là chúng em thật sự rất là vui khi mà được cô chú Hòa Hương ở Hải Dương là lên trên này và ghé thăm. Thật sự rất là cảm ơn tấm lòng hảo tâm của cô chú rất là nhiều. Cô chú lên đây là có rất là nhiều quà cho bà con bản vùng cao và cô chú còn tặng quà cho chúng em nữa. Thật sự rất là cảm ơn cô chú rất là nhiều.